Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chưa an tọa nhưng Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đã choảng nhau tơi bời. Khi quyền lực chênh lệch thì người ta có thể kết bè để hỗ trợ cho nhau. Khi đến đỉnh cao của quyền lực thì kẻ mới nổi tách ra làm ăn riêng, ấy là chuyện rất bình thường. Bố trí vị trí tứ trụ đã ngã ngũ từ hội nghị Trung ương 15 của khóa 12 vào ngày 17 và 16 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, để diễn ra chót lọt tại đại hội 13 cũng có thể diễn ra và ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tổng bí thư tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa. Còn ba trụ còn lại thì người dân đã biết cả rồi, nhưng đảng vẫn đợi đến kỳ họp quốc hội cuối cùng của khóa 14 thì chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội mới chính thức công bố. Chuyện phân chia quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra thời gian dài trước đây mới đưa đến những kỳ họp để công bố, và chuyện bầu bán bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam và cả bên ngoài xã hội khi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng vậy. Dân vẫn bỏ phiếu nhưng kết quả luôn trùng khớp với danh sách được Đảng chọn trước đó rồi. Chính vì vậy nên người dân mới gọi đó là một vở kịch. Chuyện bầu cử ở nước tự do là chuyện rượt đuổi nghẹt thở như là trận chung kết bóng đá trên thế giới vậy. Khi chưa kiểm phiếu xong thì không biết ai chiến thắng cả. Tuy nhiên, bên trong Đảng Cộng sản thì những lần bầu cử không bao giờ có sự hồi hộp như vậy. Bầu cử chỉ là hợp thức hóa những gì Đảng đã chọn mà thôi. Và người dân đã bị gạt ra ngoài lề của đất nước. Nếu người xem phim Khó Tính nhìn thấy nhiều điều phi lý trong kịch bản của vở kịch hay một bộ phim, thì người quan sát Khó Tính họ cũng sẽ nhìn thấy những điều phi lý trong vở kịch bầu cử của Đảng. Vì là vở kịch nên kịch bản thường có sai sót, đấy là điều cũng không khó nhận ra. Được biết, tại phiên họp thứ 54 vào ngày 15 tháng 3, phiên họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian để bàn về công tác nhân sự khóa 13 của Trung ương Đảng. Nên nhớ, khóa 13 của Trung ương Đảng là khóa mới. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 2 vẫn chưa phân chia xong. Trong kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các ứng viên Quốc hội khóa mới, tức là ứng viên cho Quốc hội khóa 15. Được biết vào ngày 18 tháng 3, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối chính phủ. Điều đáng nói là theo dự kiến vào ngày 5 tháng 4, ông Phạm Minh Chính mới là thủ tướng, nhưng mới ngày 18 tháng 3, ông Chính lại ứng cử đại biểu Quốc hội đại diện cho chính phủ. Từ bây giờ cho tới ngày 5 tháng 4, ông Phạm Minh Chính vẫn là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ấy vậy mà ông Chính lại là đại diện cho khối chính phủ khi mà ông còn là thành viên của một khối ban bí thư. Đây là cách lắp ghép ngược ngạo, nó biến vở kịch bầu cử Quốc hội thành vở kịch rất tồi. Câu hỏi đặt ra là thành viên chính phủ sẽ gồm những ai? Được biết, ngay từ sáng ngày 18 tháng 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan trung ương ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 15. Danh sách cũng được người giới thiệu khối chính phủ gồm 15 ứng viên, trong đó có những người như sau. Ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn. Thứ bảy là ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thứ 8 là ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng. Thứ 9 là ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp. Thứ 10 là ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. 11 là ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Và 12 là ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tổng Kiểm toán Nhà nước. 13 là ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng và Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Tiếp đến là ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 15 là bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nội vụ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đứng đầu khối chính phủ. Như vậy, khối chính phủ thiếu vắng ông Nguyễn Hòa Bình, nhân vật mà cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đều cần. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ cách đây khoảng ít ngày, thì được biết ông Phạm Minh Chính đã kéo được Nguyễn Hòa Bình về chính phủ để giao chức Phó Thủ tướng. Nếu đây là sự thật thì ghế này rất quan trọng. Ông Nguyễn Hòa Bình chỉ còn cách ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính một bước rất ngắn, rất tiện cho con đường quan lộ. Bên khối Trung ương Đảng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm có những ai là câu hỏi cũng được đặt ra. Nếu đại diện cho khối Đảng ủy Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội thì chắc chắn người đó sẽ là lãnh đạo ban ngành thuộc Ban Bí thư, còn nếu không có trong danh sách thì chưa chắc thuộc Ban Bí thư. Số thành viên Ban Bí thư nhiệm kỳ 13 này ứng cử đại biểu Quốc hội 11 người, bao gồm những người như sau. Đương nhiên, đầu tiên là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hiện nay. Thứ hai là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Thứ ba là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thứ tư là bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng. Thứ năm là ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Thứ sáu là bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Thứ bảy là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thứ tám là ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Người thứ 9 là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thứ 10 là ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Người 11 là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu khối Đảng ủy Trung ương. Và vẫn không thấy ông Nguyễn Hòa Bình trong danh sách đại diện cho Đảng ủy Trung ương. Nghĩa là cho đến hôm nay vẫn chưa thể khẳng định ông Nguyễn Hòa Bình sẽ thuộc về tay ông Nguyễn Phú Trọng hay về ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Hòa Bình có thể đầu quân cho ai là điều mà dư luận xã hội đang đặt ra câu hỏi. Hiện nay, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang là đại diện duy nhất của khối tòa án ứng cử đại biểu Quốc hội. Như vậy thì ông Nguyễn Hòa Bình lại ở vị trí cũ, ông không thuộc khối chính phủ và cũng chưa hẳn thuộc Ban Bí thư. Chưa biết sau khi vào Quốc hội, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ được đưa về cơ quan nào. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Hòa Bình vẫn ngồi ghế tòa án thì đây là một điều xưa nay hiếm. Ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao là ghế dành cho các ủy viên Trung ương Đảng, chứ chưa bao giờ dành cho ủy viên Bộ Chính trị cả. Vào được Bộ Chính trị là thăng chức, như vậy ngồi lại ghế chánh án thì điều này có nghĩa là ông Nguyễn Hòa Bình đang ngồi chờ xếp ghế. Như vậy là từ sau Đại hội 13 cho đến nay, ông Nguyễn Hòa Bình là con người, lúc thì ông Nguyễn Phú Trọng dường như chèo kéo, lúc thì ông Phạm Minh Chính kéo lại, tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa ngã ngũ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đầy tai tiếng với những bản án oan nghiệt. Ban đầu, ông Nguyễn Phú Trọng dự định đưa Nguyễn Hòa Bình vào ghế Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay cho Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, một tháng sau, ông Phạm Minh Chính lại kéo ông Trương Hòa Bình về giao chức Phó Thủ tướng. Trong hai chiếc ghế, ghế Phó Thủ tướng có cơ hội vào tứ trụ cao hơn ghế Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay, qua việc giới thiệu ứng viên đại biểu Quốc hội cho thấy, ông Nguyễn Hòa Bình chưa theo ông nào rõ ràng. Ông đang là con bài chiến lược mà hai người này, hai nhân vật mạnh nhất chính trường Việt Nam, dường như đang cố giành lấy. Và thông tin cũng cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình là nhân tố quyết định cán cân quyền lực hiện nay. Từ Nguyễn Hòa Bình ra thì Phạm Minh Chính đang sở hữu 4 ủy viên Bộ Chính trị trong chính phủ mới kể cả ông. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng đang sở hữu 6 ủy viên Bộ Chính trị bao gồm cả ông ta. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị mỗi bên rất quan trọng, chính nó quyết định cán cân quyền lực nghiêng về ai, nghiêng về văn phòng Trung ương Đảng hay nghiêng về Phủ Thủ tướng. Được biết, Ban Bí thư của Nguyễn Phú Trọng chỉ có 11 cơ quan trực thuộc, nhưng nó lại mạnh hơn chính phủ với 33 cơ quan quản lý. Là tại sao lại như vậy? Lý do là số ủy viên Bộ Chính trị ở mỗi bên khác nhau,
số ủy viên Bộ Chính trị của Ban Bí thư luôn nhiều hơn số ủy viên Bộ Chính trị bên Chính phủ. Đây là hình ảnh không thể một sớm một chiều ông Phạm Minh Chính bằng được ông Nguyễn Phú Trọng và có thể tranh giành trước được. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên rất nhanh, còn Nguyễn Phú Trọng là thế lực cũ muốn giữ ghế độc tôn, tuy nhiên sức khỏe đã già yếu và nhiều khả năng không biết ông có ngồi hết nhiệm kỳ được hay không. Nếu ông Phạm Minh Chính giành được Nguyễn Hòa Bình về tay mình, thì tỷ số giữa Chính phủ và Văn phòng Ban Bí thư là 5-6. Chính phủ không yếu hơn bao nhiêu so với Ban Bí thư. Tuy nhiên, nếu để Nguyễn Hòa Bình gia nhập Ban Bí thư, thì tỷ số là 4-7, nghiêng hẳn về phía Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nếu chọn bên có lợi hơn, có tương lai hơn để đầu quân, thì ắt là ông Nguyễn Hòa Bình sẽ chọn Chính phủ. Tuy nhiên, trong tình thế hai người cùng giành, thì có lẽ ông Nguyễn Hòa Bình sẽ ngồi lại ghế cũ một thời gian rồi quyết định xem ai thực sự vượt trội thì chọn sau cũng chưa muộn. Và Nguyễn Hòa Bình cuối cùng sẽ chọn ai? Đó là quân bài dưới tay ai? Và nội bộ Việt Nam với Đảng Cộng sản luôn có những cuộc đấu đá dữ dội thì chúng ta sẽ được tiếp tục theo dõi vào thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 với bản tin Chưa an tọa nhưng Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đã choảng nhau tơi bời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.